Hello, xin chào quý vị đầu tư, chào mừng mọi người bạn kênh 5 phút Công Đạt TV. Thì hôm nay có tin rất vui đúng không? Khi mà tổng thống Biden cũng đi qua thăm chính thức nhà nước Việt Nam chúng ta và nâng tầm cái mối quan hệ Việt Nam chúng ta lên lên sang cái mối quan hệ là đối tác chiến lược toàn diện Và đó là rất là tốt luôn. Không, thì những tháng uh, thị trường nền kinh tế chúng ta đang đứng một cái trước một cơ hội rất là lớn. Đó, thì top mã phiếu hướng lợi em đặt thấy là đầu tiên là chính là cái nhóm uh, khu công nghiệp nè, rồi nhóm công nghệ hoặc là cái nhóm điện uh, năng lượng tái tạo đó dầu khí thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thế giới thôi rất là tốt ha rồi ngoài ra nhóm xuất khẩu thì nhóm càng biển cũng đang được kỳ vọng rất là tốt đó thì chung nhà hàng thì chúng ta thấy là những mối quan hệ của việt nam bị ấm lên thì cái mối quan hệ về chiến lược không những kinh tế về an ninh quốc phòng cũng đang giữ vững ha rồi ngoài ra thì mỹ được cho là một trong những cường quốc công nghệ đang có đang chuyển giao công nghệ rất lớn cho việt nam chúng ta đó rồi ok chúng ta đi vào chi tiết luôn nha rồi tổng kết nhanh như thị trường thì uh, chúng ta có một phiên giảm điểm nhẹ thôi và chiếu đến từ những mã phiếu nha. Vùng hoa lớn như Vinhome nè, rồi nè, uh, VRE họ nhà Vin nha. Đó. Ngoài ra chúng ta thấy là gì? Cái mã phiếu cảng biển cũng như phân bón hóa chất thì có tin tốt Thì cũng đang tăng rất là mạnh luôn và tăng tím luôn. Đó về Đàm Phú Mỹ, Đàm Cà Mau, BFC ha, Last đồ ha. Ở trong khi nhóm khu nghiệp tiếp tục bật tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Đó như là KBC, BCG, SC. Chúng ta có những điểm mua rất là tốt từ KBC rất là lâu rồi phải nói là tương đối là ổn định và đẹp em thì tiếp tục là gồng lại thôi chứ gì là xấu hết ngược lại nhóm tài chính ngân hàng nhóm bất động sản thì nó có những mã nó, nó, nó quan quan tham chiếu như stb vnd si tacombank là những mã đại diện các những nhóm ngành nó mở b cũng vậy nè đó cho cho nên thị trường sẽ giảm điểm uh, nhiều cho trên nhóm này nhưng mà chung thì số uh, mã phiếu giảm điểm cũng như tăng điểm cũng tương đương nhau thôi không quá chênh lệch nhiều ha đó Ngoài ra thì chúng ta thấy là gì BCM rồi cũng tăng nè, công nghiệp này BGC nè. Cá biệt là chúng ta thấy BC1 tăng rất mạnh mà đang vượt đỉnh luôn nha. Thì mình thấy gì kỳ vọng BC1 rất là lớn quanh cái dự án 500 GB hàng tỷ đô la luôn. Đó cái nhóm phân bón chất thì chắc chắn là tăng mạnh sau khi cái tin Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân ure. Đó hôm nay dòng tiền đang đứng ngoài rất là nhiều thì có những cái nhóm thông tin liên quan hưởng lợi vĩ mô hay là tin tức tốt doanh nghiệp à, ngành nó chưa tăng nhiều thì chỉ cần một thông tin tốt thôi là kích thích những nhà tư nhà tư đứng ngoài họ tham gia thôi không chỉ cần kích nhẹ thôi à, chắc chắn là gì dòng tiền ngoài nó phải về rất là quyết liệt luôn trước đây là có phân bón ngoài hóa chất của chúng ta có nhóm phân bón uh, nhóm gạo nè rồi là nhóm đường ha rồi nhóm cảng biển cũng đang hồi phục rất là tốt dựa trên số liệu vĩ mô của tháng 8 khá tích cực đó thì chúng ta đang đứng trước cơ hội vượt đỉnh nha nhưng mà trước khi vượt đỉnh thì chúng ta đang phải hấp tụ một kháng cự 1100 250 điểm này không chưa 10 điểm này rồi cái vùng hỗ trợ nếu có rung lắc mạnh xảy ra thì là cái vùng quanh khoảng hai mươi là sau nhất là quanh 1215 điểm thôi hay đánh giá thôi nhưng mà trước mắt kịch bản rất xảy ra cao nhất nó sẽ xa quay lên sinh quanh 1230 đến 1245 mà trước khi vượt đỉnh lên chung nguyên hàng lên là 1280 ngàn ba hoặc là tức tốt như là tổng thống Biden qua này. ngoài việc bị tăng tầm gì đó chúng ta có ký những hợp đoàn tốt trong tương lai thì dòng tiền khối ngoại cũng như Uh, FDI vào Việt Nam rất lớn thì khả năng là thị trường sẽ phản ứng mạnh trong tuần sau khả năng vượt đỉnh luôn tuần sau luôn cũng có không, không ngoài trừ khả năng này nha mọi người mà sẽ đây các khá là tốt này đó chúng ta tập trung những nhóm như xuất khẩu phân bón hóa chất cũng được nhóm cảng biển này hoặc là nhóm dầu khí đặc biệt là BR có cái game vào uh, vào V30 khi mà chuyển sang OC, sang uh, com upcom sau xe đấy ok đó nhưng nhìn định nhanh thị trường thôi hôm sẽ đi vào phân tích chi tiết vào cái chim ngay ít phút nữa thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha cảm ơn tạm biệt mọi người chúc mọi người có tuần giao dịch thành công và xin chào tạm biệt hi ờ, hy vọng là những chị nào trên thị trường thì có một cái, cái nhịp tăng vào chung dài hạn luôn nè có thể lên một nghìn năm trăm nghìn tám trăm gì đó trong năm 2024 và 2015 xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại hiện nay cái lãi um, suất chúng ta đang rất thấp rồi không dòng tiền chờ ngoài khá là nhiều đó dòng tiền rẻ người thấy là tiền lên nước lên thôi và dần dần thì nền kinh tế chúng ta đang dừng hồi phục và thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nhưng đặc định là xuất thôi Em đang nghĩ là sớm hay muộn thì năm 2024 Thì Mỹ sẽ hạ xuất thôi